Hiện tại thì công ty xuống thăm đồng giống Get Min. Thời điểm này là 47 ngày. Thì bà con thấy thì theo đánh giá thì nông dân cho thấy là sạch sâu bệnh ngay trong thời điểm này. Khi mình dùng phân sinh học và chế phẩm sinh học thì được chèn lúa hôm nay 47 ngày. Có khoảng 2 tới 3 ly tim đèn rồi. Màu sắc rất là đẹp luôn bà con. Cây thân to chín chắc. Thì chúng tôi đang thăm đồng kết hợp với cán bộ hợp tác xã xuống để quay trực tiếp và thông báo cho bà con.